Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Quý vị chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tại cái tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ, nhằm 10 giờ của tiểu bang Cali và 1 giờ của thủ đô Hoa Kỳ, và cũng là 1 giờ của Việt Nam, 1 giờ khuya. Giờ này là thầy giảng cho cái đoàn bác quan trai tu một ngày tại nơi đạo tràng Chùa Vạn Hạnh, đồng thời cũng là giảng online cho các vị ở các nước giờ này còn thức hoặc là ban ngày để mà nghe giáo pháp. Cái điều quý vị có thể ngồi xuống. Điều tôi mong rằng là chúng ta tu hành thì cốt để thôi thúc nó trang nghiêm ba nghiệp thân khẩu ý. Vậy mà khi các vị đi về chùa hay về tới đạo tràng tu hành, các vị cố gắng giữ gìn cho nó thật là thanh tịnh. Bây giờ ở ngoài đời các vị nó lăng xăng, nó quen rồi. Lăng xăng nào là lo toan, tính toán, lo đủ thứ, lo cho con, cho chồng, cho cháu, cho chắc, cho bạn bè, cho xã hội đủ thứ hết. Bây giờ mình về với đạo thì bây giờ mình tập buông bỏ, tập xa lìa, tập viễn ly, để rồi mình có cái sự an lạc. Mình lo mấy đi nữa rồi mình cũng, quý vị thấy là cuối cùng cũng không ai lo được cho ai đâu. Cho nên quý vị tập. Mà ngay bản thân tôi bây giờ tôi cũng suy nghĩ chắc ráng một thời gian nữa đó, tôi cũng tập, tôi cũng bỏ bớt cái nghe điện thoại. Tuy rằng tôi cũng lăng xăng dữ lắm á, nhưng mà tôi không có xem tivi. Xem tivi nó đủ thứ, cái tin tức, những cái vui buồn, những cái đủ thứ. Chỉ có bây giờ nó kẹt là cái thời đại nó văn minh, cho nên là phải coi trên internet hoặc là bỏ những cái bài giảng vô đó cho Phật tử họ xem, vân vân, rồi đọc mail có ai gửi gì đó để mà mình qua lại với nhau, trao đổi với nhau, mời mọc với nhau giảng dạy. Chứ thật sự ra là tôi thấy rằng mình tu hành mà mình bận biểu là mệt lắm. Ngồi riêng các vị ở ngoài đời á, thì các vị đi làm thì kẹt là làm ăn, cho nên phải có điện thoại này kia nọ. Chứ nếu mà không làm ăn á, thì các vị lớn tuổi theo tôi có lời khuyên á, không nên sử dụng điện thoại phone tai. Trừ ra kẹt là các vị là chủ gia của gia đình á, thì các vị phải có phone tai để chi, để đi rồi có chuyện gì ở nhà gia đình liên lạc này kia nọ phải xài. Rồi nếu không có thì theo tôi khuyên các vị là bỏ đi. Nói như vậy mình có cục bộ không? Mình có coi như là lạc hậu không? Dạ thưa không. Bởi vì cái tuổi của các vị bây giờ, tôi thấy đại đa số các Phật tử lớn tuổi đi chùa là lớn tuổi không à. Tuổi trẻ nó đâu có đi chùa. Như các em gia đình Phật tử vừa sinh hoạt xong mà tôi nói thôi đi ra để cho thư giãn. Tại sao vậy? Tiếng Việt các em nó không rành.
Rồi lại là nghe, mà nghe ngồi lâu quá nó đâu có thích. Bây giờ cái thời buổi văn minh mà, nó chỉ ngồi nó nghe những cái gì vui, nó bấm 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 trên mạng nó nghe, nó còn nó thích thì nó vô nó nghe, chứ mà biểu nó ngồi 1 giờ đồng hồ là khó lắm. Hiện mà cái điều đại đa số Phật tử đi chùa bây giờ là đại đa số là từ nửa đời người trở lên, nó nghĩa là từ 40, 50 trở lên. Mà 40, 50 trở lên chứ cũng ít lắm, từ 60, 70, 80 là nhiều. Mà cái tuổi lớn nhiều mà các vị không có trang nghiêm thì nó uổng dữ lắm. Bởi vì trước sau gì rồi mình cũng nằm cứng đơ có một chỗ à. Bây giờ mình tập trước đi, tập cho nó đừng có lăng xăng. Cho nên quý vị biết á, cái người có tu hay không á, người ta nói hữu tướng vô tâm, mà hữu tâm thì vô tướng. Tôi gặp một vị nào tăng ni cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy, có tu hay không là nhìn thấy con mặt biết liền à. Cái người mà có tu á, con mắt người ta rất là điềm tĩnh. Nhìn Phật tử, nhìn con mắt nó có ống ánh lung linh, nó có cái tâm từ ở trong đó, nó có cái ánh sáng hào quang ở trong đó. Còn người mộng tu là liếc tới liếc lui gì thấy phải không? Ở ngoài đời các vị cũng vậy. Các vị người nào mà hiền, không có tính toán nhiều á, nhìn thấy từ cái đi đến nói năng tới cặp mắt dễ thương lắm. Còn mà quý vị nào mà còn lo bận rộn quá nhiều về cuộc sống á, lo bận rộn quá nhiều về cơm áo gạo tiền, lo bận rộn quá nhiều về vui chơi vân vân á, thì nhìn cặp mắt cái quý vị thấy viết liền à. Liếc qua liếc lại, liếc tới liếc lui, ngồi thì cứ ngoái qua ngoái lại. Đây là tôi nói thật như vậy, các vị đừng có buồn nha. Vậy mà tôi thương các Phật tử, thương bằng cái một cái lòng của một cái người tu, chứ không phải thương theo kiểu người đời. Muốn là bây giờ tôi với các vị là quyến thuộc với nhau rồi à, mình chạy đi đâu rồi cuối cùng cũng gặp nhau hết trơn á. Mình không tu á thì mai mốt xuống địa ngục làm sao, mình cũng gặp nhau ở dưới á. Mà rồi không tu mà có tu á, mai mốt lên thiên đường thì mình cũng gặp nhau ở trển á. Rồi mình có tu nhiều chút nữa đó, về tới cõi Bồ Tát, cõi Phật mình cũng gặp hết trơn à. Thành ra quý vị nhớ trên đời này hãy có duyên là có gặp. Duyên không phải là duyên chồng vợ không thôi, mà duyên thầy trò, duyên cha con, duyên bạn bè, xã hội, rồi bạn đạo nhau, trước sau cũng gặp nhau hết á. Thì bây giờ thương là thương vậy đó, thương để nhắc nhở nhau, để cùng dìu đỡ nhau. Mà tôi đã thường nói khi nào tôi mặc cái chiếc áo vàng, tôi lên pháp tòa tôi giảng thì tôi là ông thầy Đại Phật Tuyên Dương. Còn khi nào tôi xuống thì quý vị thấy lúc nào tôi cũng giống như mình là một phận con, phận cháu. Nhưng mà lên đây giảng thì là một ông thầy. Mà ông thầy thì phải có cái trách nhiệm nhắc nhở, nói năng. Thí dụ như bây giờ cái thời buổi của chúng ta đó là cái thời buổi nó văn minh, thì quý vị phải sử dụng những cái điều cần thiết. Dù đi đâu thì phải có phone tai để mà con cháu nó biết mình đi đâu, nó liên lạc. Hay là ở gia đình mình biết mình đi đâu, lo lắng là tốt. Cái đó tôi không có cản. Ở Hoa Kỳ này không cản. Ở cái đất nước dân chủ là một, thứ hai nó rộng lớn nè. Nhưng mà ở nhà ốp đi, ở nhà chỉ có phone nhà thôi. Tôi cũng nói trước các vị, mơ mốt tôi cũng tập vậy đó nha. Hả, tôi đi đâu thì tôi mới mở phone điện thoại. Có thể chắc mơ mốt tôi ở nhà tôi cũng ốp nữa. Các vị tập mơ mốt cái gì mà có gọi cho thầy ở chùa, thầy ở chùa, thầy ở chùa mình đó, thì cứ gọi phone chùa. Nhiều khi gọi phone tai không được thì quý vị buồn, tôi cũng chắc từ từ tôi cũng tập như vậy. Để mình tập xa rời. Cho nên nó khổ lắm, cuộc đời nó khổ quá nhiều rồi. Quý vị thấy nó khổ từ khi mới chôn nhau đã khóc ban đầu rồi, đã có tiếng khóc chào đời.
rồi bắt đầu sao bò, có người mình mới biết bò mình không biết gì hết trơn, gặp đâu ăn đó, rồi cái cuộc sống nó dần dần nó làm cho mình nó bắt đầu có những cái sự lớn lên, rồi có những cái sự nghĩ si, rồi bắt đầu mình biết yêu đương, mình biết hơn thua, mình biết tính toán, rồi dần dần thấy quý vị thấy hả, càng lớn lên thì cuộc sống nó mình càng khổ. Cho nên nếu cuộc đời này là vui thì chắc Đức Phật không nói khổ, phải không? Tuy đành rằng khổ, khổ là Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy cái nỗi khổ đó. Rồi bôn ba thế sự mấy mươi năm rồi, bây giờ quý vị thấy còn khổ không? Thưa cũng còn. Bây giờ thì nó không có khổ gì yêu đương nữa, phải không? Bây giờ mấy cụ già, mấy Phật tử cao niên hết rồi, hay là hoặc là cũng hơn nửa đời người hết rồi, thì không có khổ theo cái kiểu của hồi nhỏ nữa. Nhưng mà bắt đầu khổ gì? Lưng mỏi, gối dùng, mắt mờ, tai điếc, khổ quay Phật tử. Lưng mỏi, gối dùng, mắt mờ, tai điếc, rồi quý vị thấy á, rồi bây giờ trà lạnh này nè, rồi quý vị thấy nóng á, thì trong trà lạnh để ngủ cho nó sướng. Đó, nhưng mà lạnh rồi thì thấy quý vị thấy sao? Nó nhức, trời ơi, cũng khổ. Cho nên cuối cùng cuộc đời này mình sanh ra toàn là mình chịu đựng bao nhiêu cái khổ. Vì lý do đó mà mình mới đi tìm tới đạo để mình tu cho hết khổ. Thì bây giờ mình phải cố gắng mình tu cho hết khổ. Mà muốn hết khổ được thì ngay bây giờ mình phải có ý chí để mình tự vươn lên thôi. À, tôi nhớ khi mà Đức Phật thành Phật rồi, trong kinh nói là Phật thấy chúng sanh cuộc đời này ngang tàn hống hách, khó có thể khuyên dạy, cho nên Phật đòi nhập Niết Bàn. Phật đòi nhập Niết Bàn liền. Khi mà Đức Phật đòi nhập Niết Bàn á, thì Ma Vương mừng lắm, lật đật thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn cho rồi đi. Quý vị thấy không? Khi mà Phật nhập Niết Bàn thì cái Ma Vương họ mừng lắm. Nhưng mà mai thay cho cái cuộc đời của nhân loại này còn được chư thiên. Chư thiên nói dạ bà Thế Tôn dạ không được ạ. Chúng con thỉnh Phật ở lại. Thỉnh Đức Phật ở lại. Bởi vì khi mà Ngài từ bỏ hoàng cung Ngài đi tu á, là với cái mục đích của Ngài là tìm chân lý. Ngài đi tìm chân lý để Ngài cứu nhân loại. Ngài có lời nguyện đó. Vì vậy mà tụi tôi mới ủng hộ cho Ngài. Mà bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, Ngài tìm được chân lý rồi, Ngài có cái thuốc để cho trị bệnh chúng sanh rồi, mà Ngài chưa gì Ngài ngán ngẩm là sao? Ngài chưa gì Ngài đòi từ bỏ là sao? Cho nên thỉnh Ngài ở lại, thỉnh Ngài trụ thế ở lại. Thế thì hàng chư thiên mới ứng quá cho Ngài thấy một cái hồ sen. Thấy một cái hồ sen thì trong đó nó có sen nó sao? Cái sen nó đang ở dưới bùn, có sen đang ngoằn mèo trồi lên ở giữa nước, rồi có sen thì nó nhô lên khỏi mặt nước. À, thế thì Đức Phật mới nói, cái sen mà nhô lên trên khỏi bùn rồi đó thì còn có thể thấy nó, có thể giáo hóa nó được. Sen nhô lên khỏi mặt nước rồi thì có thể giáo hóa được, chứ sen ở dưới bùn ta chịu thua. Đức Phật cũng nói như vậy. Có nghĩa là cái hạng hàng phàm phu bạc địa mà đang ở chúa dưới bùn rồi thì Đức Phật cũng phải chịu thôi. Bởi vì Phật biết là họ chưa có chịu ra. Họ còn đang ở trong cái dòng nhơ nhớp, họ thích như vậy đó. Họ thích hôi tanh, họ thích nó mù mờ, chứ họ không thích ánh sáng. Cho nên họ còn lũi dưới đó. Nhưng mà lũi dưới vậy rồi nó đau khổ quá thì chờ cho họ qua cái cơn đau khổ cùng cực của họ đó, họ phát cái tâm thì lúc đó thì Như Lai mới hóa giải được. Mà Như Lai thì chỉ trụ ở đời trong một giai đoạn thôi. Thì cuối cùng Đức Phật để lại cho quý thầy, cho hàng đệ tử Phật sau này giáo hóa. Rồi, quý vị, tôi nói từ chậm như vậy để các vị suy nghĩ. Đức Phật mới để lại cho hàng tử đệ sau này giáo hóa. Cho nên Phật mới nói rằng những người đáng độ thì ta đã độ rồi đó, còn những người chưa đáng độ, chưa được độ, ta đã gầy cái duyên rồi. Cho nên trách nhiệm còn lại là chuyện của hàng thích tử sau này.
Thì Hàng Thất Tử sau này mới bắt đầu tìm cái phương pháp để mà giáo hóa. Thì thưa với đại chúng á, thì nó mới tùy cái hoàn cảnh, tùy căn cơ, tùy quốc độ, tùy thời gian để giáo hóa. Nhưng mà hoàn cảnh nào, quốc độ nào, thời gian nào thì sự giáo hóa của hàng thích tử, hàng tỳ kheo á, cũng phải nương vào giới định tuệ. Và hàng cư sĩ Phật tử tại gia của các vị cũng phải nương vào giới định tuệ. Đó là gọi là tam vô lậu học, là ba cái môn không có lọt rớt. Tam là ba, vô lậu là không có lọt rớt. Học là cần học, cần hiểu để mà tu giới, tu định, tu tuệ. Mà tu giới, tu định, tu tuệ á, thì nói về giới á, thì có nghĩa là cấm ngăn, có nghĩa là hàng rào để ngăn chặn không cho cái người đệ tử nó lọt qua cái mảnh đất của khổ đau, mà gom hàng tử đệ dầu xuất gia tại gia giữ giới để mà ở trong cái vùng đất nó an ổn. Vì vậy mà giới á, mới đưa ra là nó có ba giới chính là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới là cái giới này á, để nhiếp trì đưa con người, đưa hàng Phật tử, hàng Phật tử là nói chung nghe, chứ không phải Phật tử là dành cho quý vị, Phật tử là tụi tôi cũng là Phật tử nè, là hàng đệ tử Phật á, hàng có hàng Phật tương lai đó, là nhiếp thiện pháp, là ở trong cái sự nhiếp trì của cái pháp lành, đừng có lọt ra cái pháp ác. Như vậy thì hàng tại gia như các vị thì giữ năm giới. Rồi bây giờ bữa nay các vị tập tịnh tu đây ba nghiệp, đó là 10 giới. Bởi vì ba nghiệp, mỗi một nghiệp nó có, nó có ba. Thí dụ thân á, thì bữa nay quý vị cố gắng giữ gìn là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chắc chắn là ai bữa nay là ai về đây là nguyên ngày nay mà ở đây là chắc chắn là vượt qua ba cái đó đó, phải không? Bữa nay là không ai nghĩ là chùa đâu có, chùa đâu có mổ gì cho quý vị ăn đâu. Chùa bữa nay toàn là, bữa nay tàu hũ cũng có nữa nha. Nay là thầy chỉ kho bầu giữa khóm nè, rồi cô Diệu Sơn làm gỏi nè, rồi thầy luộc rau nè, nấu canh bí nè, rồi coi như là bữa nay là mình ăn toàn là rau không thì coi như là không có sắc xanh rồi. Và cũng không ai nữa, bữa nay tôi vô chùa mà tôi thèm ăn cá, ăn tôm, ăn thịt rồi, phải không? Nếu mà bữa nay mà ai đem nó vô là Phật tử sao? Coi như là đuổi ra liền, phải không? Coi như bữa nay là biết cái tâm mình, cái ý mình nó dẫn mình bữa nay là về chùa là phải làm sao? Phải ăn chay, phải có cái tâm từ bi, không được sát sanh hại mạng. Chắc chắn không bao giờ cái người, chỉ có người khùng mới nghĩ rằng bữa nay đi về chùa không mặn thôi. Mà khùng nó cũng không nghĩ nữa chứ đừng nói, vì nó đâu có ăn đâu mà nó nghĩ, phải không? Nó đâu có được ăn lần nào trong chùa ăn mặn đâu. Như vậy thì bữa nay tất cả chúng ta đều giữ được cái giới thứ nhất là gì? Không có cái tâm ác, không có tâm giết, không có sát sanh. Giới thứ hai là trộm cắp. Chắc chắn bữa nay là, nhất là ở Mỹ này đỡ cái bệnh này, đỡ cái tội này lắm nè. Ở Mỹ này là ai cũng xài bằng thẻ không à, cho nên ít ai đi chùa mà mang tiền theo lắm. Càng là bên Mỹ mình nó cao sang theo lẽ, đeo vàng nó đầy cổ, nhưng mà tôi thấy không ai đeo hết trơn á. Ngộ bây giờ không ai muốn đeo vàng nữa là thấy điều hay rồi. Như vậy thì về bữa nay không, mình không làm cái nguyên nhân cho người ta khởi lòng tham, mà trong này cũng không ai khởi lòng tham hết, thì như vậy là quý vị phải thấy này, yên ổn không? Rồi thứ ba là giới tà dâm. Bữa nay vô chùa là nhiếp tâm tu, chứ đâu có ai vô chùa để mà hẹn hò đâu. Như vậy là ba giới đầu là cái thân nghiệp này bữa nay yên ổn rồi. Còn nếu ở ngoài đời đó thì sao? Ngoài đời mà tuổi còn trẻ thì sáng nay ngày quýt kình chủ nhật nó tranh thủ nó đi gì? Nó đi mấy quán bar, nó đi mấy quán nhậu để nó hẹn hò trai gái, rồi nó chọc ghẹo nhau, có khi nó không yên ổn nữa nha. Nó còn đập nhau, nó còn chém nhau giành gái nữa cơ. Thấy chưa? Cho nên giữa đời và đạo là các vị thấy nó rõ ràng là một bên thì sao?
nó đau khổ, còn một bên là nó hướng tới sự an an lạc. Rồi bây giờ cái tuổi trẻ bữa nay nó ở ngoài đời, nó đâu đi ăn chay, nó rủ bạn bè phải đi nhậu, mà nhậu thì phải ăn tôm, ăn cua, ăn ghẹ, ăn toàn là những cái đồ cao sang, ăn lẩu này kia đủ thứ hết. Thì như vậy là nó hướng tới cái gì? Cái tâm sát. Còn mình đi chùa thì không có sát. Rồi nó đi để nó gặp bạn bè nó, để nó khiêu gợi nhau, nó hẹn hò, nó tỉ tê với nhau thì gọi là gì? Tâm dâm. Như vậy là đời với đạo nó hai cái lối rẽ như vậy. Nhưng mà thông thường cái người nào á, cái tâm nó không có hướng thiện, nó không có giải thoát á, thì lại hướng đời. Còn cái tâm người nào hướng đến cái sự an vui giải thoát thì lại hướng với đạo. Thì đó là tôi nói đời. Rồi bây giờ đặt lại vấn đề với thầy cũng vậy thôi à. Hỏi thầy nào mà hướng tới giải thoát giác ngộ thì thầy đã giữ giới. Thầy nào mà muốn trầm luân đọa lạc thì cũng sao? Nó bị lôi kéo. Mà cái sự kéo lôi đó thì gọi là trầm nịch. Trầm nịch là kéo xuống, ràng rịch, nó kéo, nó lôi, nó kéo. Thưa với các vị, tôi cũng là những người phàm như các vị. Tôi cũng là một con người bằng xương, bằng thịt. Tôi cũng là con người có trái tim, khối óc, cũng biết yêu thương, giận ghét như các vị. Và tôi cũng là một con người luôn bị tài sắc danh thực thì nó luôn mời mọc tôi, chứ tôi cũng không hơn các vị. Nhưng mà may mắn á, thì tôi được cái gì? Ở trong, bên trong mình thì có cái tâm nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Tăng, nghĩ tới giới. Rồi bên ngoài thì có các vị tôn kính là thầy, có sự cảm thông với tôi được. Cho nên như vậy mà tôi thấy mình nó có một cái hàng rào, thấy nó an ổn hơn. Chứ còn nếu á, mà tôi trong tâm tôi không nghĩ tới Phật, không nghĩ tới Pháp, không nghĩ tới Tăng, không nghĩ tới giới, mà các vị á ruồng bỏ tôi nữa, thì tôi cũng là một con người hụt hẫng và hư đốn thôi. Quý vị có hiểu chỗ này không? Như vậy thì cái người tu hành á, nó cần có một cái quyến thuộc. Cái quyến thuộc của người tu á là cái đây là đồng nguyện, đồng hạnh đi trên con đường đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là đạo giác. Ở ngoài đời á, nó cũng cần có cái quyến thuộc, nhưng mà quyến thuộc của đời á thì để nó vui chơi hí hả. Như vậy thì tất cả chúng sanh có mặt trên cuộc đời này, ai cũng có cái quyến thuộc hết á. Nhưng mà cái người có cái phước báo á thì gặp cái quyến thuộc là gì? Gặp được gia đình có đạo đức, gặp được anh em yêu thương nhau, quý trọng nhau, gặp được bạn đạo tốt để dìu dắt mình đạo. Còn nếu mà mình bị cái nghiệp nó nặng quá đó, thì cái quyến thuộc của mình sao? Gia đình nó trở thành nghèo khó, vất vả, rồi gặp những người nó sao? Nó có tâm ác nữa, nó rủ mình. Nó rủ mình đi trộm cắp, đi giật dọc, đi làm những điều tội lỗi. Thì như vậy cái quyến thuộc này nè, nó quyết định là cũng do cái phước báo của mình nữa, phải không? Nếu mà các vị bây giờ đó, mà các vị không có cái phước á, thì các vị đâu có đi chùa. Và bây giờ tôi hỏi các vị á, mua gánh bán bưng cực nhọc, nhà có ngày chủ nhật này thôi, thí dụ như ở Việt Nam hay là các nước nghèo đi, nhà có ngày chủ nhật này đi mua bán, bây giờ đi chùa nó ai mua bán, bị nghèo quá mà. Thế thì ngày chủ nhật này, cái tham này nó chất chồng cái tham khác. Mình mua bán lời bao nhiêu đó mình chưa chịu đâu, phải không? Bị mình thấy còn nghèo quá mà. Thì gặp những người hút xích, hút chích, hay là những người làm ăn phi pháp đó, nó rủ mình đi làm ăn phi pháp. Thì như vậy quý vị phải cái nghiệp này nó chất chồng cái nghiệp khác không? Cái nghèo nó không phải là cái tội, nhưng mà nó là một cái nghiệp, thấy không? Nó tham, nó làm cho con người khởi cái lòng tham. Cho nên thưa cho đại chúng, thấy cái thế giới chúng ta đang sống còn đây á, là may mắn lắm. Nhưng mà không phải mấy ai cũng đồng thuận để tu hành được cái quyến thuộc tốt đâu. Khó có thực được cái quyến thuộc tốt lắm. Vì vậy mà khi các vị đã được thì tôi mong rằng các vị nên trân trọng mà giữ gìn, đừng có hủy hoại nó.
Chúng ta may mắn chúng ta được gặp một người bạn tốt, một bạn đạo tốt, một ông thầy tốt, vân vân là may mắn. Còn chúng ta vì cái nghiệp cho nên gặp một người bạn xấu, gặp ông thầy xấu, đây là cái nghiệp của ta, trách của không được. Trách của không được. Tại cái nghiệp ta cho nên ta gặp toàn là cái gì đâu không à, đó là cái nghiệp của ta đó chứ. Tôi trở lại vấn đề như vậy, bữa nay mình được ba nghiệp thân, thân nghiệp mình được ba cái tội này chắc chắn là bữa nay không có rồi, phải không? Rồi bây giờ tới cái miệng mình, cái miệng nó bốn tội nè. Nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thì bây giờ mình phải giữ cửa miệng mình một ngày nay cho nó an lạc. Mình đừng nói dối. Và tôi nói là đây là tôi nhắc theo bài vở thôi. Chứ tôi biết rằng bây giờ các vị đây là bữa nay vô tu không ai nói dối. Mà nhất là thật sự ra đó, tôi thấy cái này là tôi khen nha. Phật tử mình là cà giật nhất đó, nhưng mà dường như lúc này là tu mau nhất rồi. Đây là tôi mừng chỗ đó. Cho nên tôi mới thấy chư tiền bối họ nói cũng hay. Họ nói cọp beo mới tu chứ thằng lằn rắn mối đâu có tu. Thấy không? Thằng lằn rắn mối nó vốn hiền sẵn rồi. Cho nên tôi cũng bị cái nghiệp của tôi là tôi cũng hung dữ lắm. Cho nên tôi gặp Phật tử cũng không vừa đâu. Nhưng mà khi thầy trò tao phùng với nhau rồi đó, mình dìu dắt nhau mình tu. Có nghiệp mới gặp nhau. Tôi đơn cử cái chùa Vạn Hạnh này, nếu tôi không có nghiệp sao tôi gặp quý vị đây. Không có nghiệp thì làm gì, chờ mười mấy năm nay, cả 20 năm rồi, chờ tới ngày này mới có thầy về đây, phải không? Rồi không có nghiệp sao tự nhiên rồi gặp nhau, cho nên cái gì nó cũng có cái nghiệp. Mà nghiệp thì quý vị nhớ nó có hai nha, có nghiệp lành và có nghiệp dữ. Cho nên có bây giờ có một ông thầy, ông nói á, nói vui thôi. Ông nói tôi về đây á, ông thầy Tài mới về đây, ông kết hợp với vợ ông Quyền á, hắt cái một cô ni đi rồi. Tôi nghe tôi cười thôi, tôi nói tôi không dám nói sợ cô Diệu Lạc có buồn, nhưng mà bữa nay nói vui nói. Tôi nói đúng ra thiệt đúng là nghiệp. Không bao giờ có cái ý đó. Nhưng mà rõ ràng là tại vì họ không có cùng nghiệp với mình, họ không nhào vô được. Tự nhiên hai thầy trò tôi bị mang tiếng à. Mà một ông thầy, một ông thượng tọa nói, một Phật tử nói với tôi, nhưng mà nói vui thôi chứ không có giận hờn á, tại họ hiểu lầm. Tôi nói tại vì mình không có nghiệp với họ, làm sao mình kéo họ tới được. Chứ thật sự thầy trò tôi với Diệu Lạc cũng muốn muốn có người tu về đây phụng sự chứ. Nhất là ở địa phương này thì làm sao có ý đuổi đi. Nhưng mà thầy trò mình đó, đuổi cái tâm tà dại, cái sai giới luật, mình đuổi cái tâm đó đi. Đuổi không được thì tự động cái tâm đó nó kéo cái thân đi luôn à. Tôi nói cho quý vị hiểu không? Hai thầy trò tôi không có đuổi, nhưng mà vẫn mang tiếng đuổi. Là tại vì nó không cùng cái nguyện cái hạnh. Mình chỉ đuổi cái tâm tà vại, đó nghĩa là cái tâm mình cầu chư Phật gia lực cho người ta biết ăn năn hối cải. Tôi nói tôi rõ ràng, cái Phật tử nói thì lúc đầu tôi giận thiệt á. Tôi giận, tôi nói đúng rồi. Mà ông thượng tọa nói vậy đúng. Tại vì đuổi cái tâm tà vại. Tự nhiên rồi họ cầm cái đùi gà họ ăn. Là Phật tử điện cho tôi. Tôi cũng làm thinh, tôi cũng không bao giờ dám nói gì. Nhưng mà tôi nói tại sao họ không tới với mình? Tại vì mình không cầm đùi gà mình ăn với họ thì họ không tới với mình thôi. Họ tự họ xa lánh mình chứ thật rõ ràng. Chính tôi là người hạ mình mời, chính Diệu Lạc là người đứng trung gian mời. Tôi thí dụ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ vẫn bị mang tiếng. Nhưng mà rồi mang tiếng như vậy, các vị thấy mình nên buồn hay nên vui? Nghĩ nên vui chứ không nên buồn. Tại mình không đủ cái phước để mời mọc họ, để hàng thuận với họ, chứ mình không có ý đuổi họ. Thật sự tôi xét lại, tôi không có ý đuổi. Bây giờ tôi không có ý đuổi ai hết á. Tôi còn muốn cho Phật tử, tất cả Phật tử mình gom về tu nữa mà. Khi mình chưa biết đạo thì mình còn giận người này, trách người kia, thù người nọ. Còn biết đạo rồi thì ngũ quẩn nó dai không, thì muốn cho mọi người về tu chứ. Chứ đâu có đuổi ai làm chi, quý vị nghĩ phải không? Giờ trong này họ thẻo thiệt, ở trong đại chúng này có ai muốn đuổi ai không? Ông trưởng ban có muốn đuổi ai không? Thưa không. Tất cả chúng ta đều muốn mọi người về tu mà. Nhưng mà tại người ta không cùng nguyện với mình,
không cùng hạnh với mình và cùng không cùng lý tưởng đi trên con đường thì mình làm sao đây bây giờ? Cho nên Đức Phật nói rõ đó, Đức Phật nói cái sen nào mà nó nhô được lên khỏi bùn rồi thì Phật độ, chứ còn nó đang ở chuối với bùn mà Phật có dẹt Phật độ nó cũng không chịu nữa. Cái câu này tôi nghĩ thấm lắm. Cái người nó đang trầm nịch trong cái đau khổ, đang trầm nịch trong cái tham vọng, đang trầm nịch trong cái sân hận thì làm sao độ họ được? Mà coi chừng mình độ ta không được mà ta độ mình cái nguy à. Nguy rồi phải không? Cho nên khó. Coi chứ trên bước đường tu hành mà độ sanh, thưa đại chúng, không phải dễ độ đâu nha. Có duyên mới độ được, không có duyên độ không được đâu. Mà nhất là có cái nghiệp quán thù với nhau rồi thì vô phương, không có độ được. Thì thầy nói như vậy thì bây giờ thầy trò mình biết như vậy rồi đó, thì thôi cố gắng gỡ cái quan gia. Chứ cũng phải nói như vậy lại trói buộc cái quan gia. Mình gỡ quan gia thôi thì đừng nói nữa, phải không? Như vậy thì cái miệng mình á, không nói dối, không nói gì, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Quý vị ráng giữ một ngày nay được không? Một ngày nay mình cố gắng mình giữ được thì ngày mai mình sao? Tiếp tục, mình còn cái dư âm đó, mình còn cái hào quang tỏa rạng đó. Cho nên bây giờ cái lưỡi nó ghê gớm, cái miệng nó ghê gớm lắm. Nó tạo bốn cái tội như vậy. Như vậy thì mỗi khi mình muốn nói cái điều gì đó đó thì cổ nhân ông bà mình dạy gì? Phải uống lưỡi 7 lần. Mà con số 7 là tôi đã giảng kỹ rồi phải không? Là cái lời nói của mình nó phù hợp với bốn phương và phù hợp với cái gì? Ba thời. Vậy thì cái một cái lời nói này nè, nó là gió đưa nhưng mà nó hàm dung cả một vũ trụ. Quý vị thấy ghê chưa? Cho nên cái miệng nó tới bốn tội là như vậy. Cái đặc biệt cái Phật giáo chúng ta nó tuyệt vời hơn các cái giáo lý nào khác là ở chỗ đó đó. Phật phân tích chỉ rất rõ tại sao cái thân nó bự vậy nè, mà cái thân nó chứa cái miệng luôn, vậy mà nó có ba tội à, mà cái miệng là nhỏ thôi, vậy mà nó tới bốn tội. Rồi bây giờ tới cái ý là bữa nay mình không tham, hay hoặc là bớt tham, bớt sân và bớt si mê. Quý vị thử nghĩ lại coi đó, người ta trên đài này người ta nói câu gì? Có phước thì có gì? Có phần. Người ta nói có phước thì có phần. Bây giờ mà quý vị mà cứ đi tìm cái phần á, mà mình không có phước rồi thì nó cũng không có đâu. Đang ngồi đây mình trông mà ngóng, trời ơi uổng quá. Phải nãy giờ biết chắc hồi nãy giờ mình ở tiệm chắc mấy người lại giũa móng tay làm nail rồi đó. Thưa quý vị có trông nữa, nó không có thì nó cũng không có. Quý vị bây giờ hồi nãy giờ ngồi một tiếng đồng hồ á, các vị có thể giũa được hai bộ móng tay là cho đến nhiêu tiền? 30 đồng. Mà quý vị nghe được những cái phút giây an lạc như thế này nè, nghe đúng cái Phật Pháp như thế này an lạc, quý vị thấy 30 đồng có thể mua được không? Hay là hồi nãy giờ mình giũa được hai bộ móng tay 30 đồng, mà rồi 30 đồng nó đánh đổi cho mình bao nhiêu cái sân si, bao nhiêu cái chửi rủa, bao nhiêu cái tội lỗi, phải không? Vì vậy mình phải đi làm thì mới có ăn. Mình phải cố gắng mình tạo cái việc làm, công ăn việc làm để mình nuôi cái thân, nuôi cái miệng. Nhưng mà khi gặp việc đạo rồi đó thì mình phải trân quý hơn. Bởi vì cái đạo mới đưa con người mình nó đạt tới cái chỗ phước đức và trí tuệ. Như vậy khi các vị hiểu được rồi đó thì ta nói có phần không gì, không cần gì lo, mà cái phước nó đi liền với cái phần. Các vị có phước mà không có phần rồi đó, làm tiền cho nhiều, gom cho nhiều, nhưng mà cuối cùng sao? Vợ bệnh, con đau, nhà dột, cột hư, cha mẹ ốm o gầy mòn, cuối cùng rồi cái tiền nó cũng hết rồi.
Cho nên thầy thấy Long cũng hay đó, vợ chồng ráng từng chủ nhật nào đóng cửa được ngày tu về về rồi nghe đạo vậy rồi mấy anh em đi về về lại cái thứ hai mình đi làm của nó thảnh thơi lắm. Biết rằng chủ nhật có tiền đó nhưng mà cái tiền mấy anh em đâu sống nổi đâu phải không? Đó, cho nên hai vợ chồng hai đứa con vậy mà thầy thấy vậy bữa nay tập vậy là cái gì thử xem coi coi mình có an lạc không. Tuy nhiên thì tôi phải cố gắng tôi nói những cái gì đó quý vị nghe nó an lạc, nó hay thì quý vị mới thấy nó giá trị. Chứ nếu mà bữa nay mà quý vị về mà nghe thầy ru ngủ không hay là thầy nói cái gì không á, hay là thầy tụng kinh không thì các vị cũng có đâu có an lạc đâu phải không? Khi thầy nói như vậy rồi các vị mới thấy nó có an lạc. Có an lạc thì cái an lạc này không thể đánh đổi bằng tiền được. Ngày mai mình đi làm sao hết á, tuần mình phải để cho con mình, cho vợ mình, cho mình thảnh thơi. Mà thay vì mình đi ăn chơi, đi nhậu nhẹt thì nó gây tội lỗi, thôi vì mình đi chùa. Mà nhất là mình tìm những cái chỗ nào đó có giảng kinh, có thuyết pháp để mình nghe rồi mình nhẹ nhàng cái đầu óc của mình. Ngày mai mình đi làm, cái phước nó tăng trưởng. Còn mà mình bôn ba chẳng qua thời giận, người ta nói bôn ba chẳng qua thời giận phải không? Đó là những cái điều tôi nhắc nhở quý vị vậy đó. Bây giờ là coi như tôi nhắc chung cho toàn thế giới nghe, cho các vị nghe là những cái buổi giảng này là thầy giảng online luôn. Bây giờ là hiện giờ là mấy chục người đang nghe đó. Nó như vậy thì tôi nói chung như vậy. Như vậy thì tham sân si là ba cái nghiệp của ý, cái ý của mình. Bây giờ mình ráng mình tịnh tu rồi đó, thì mình đừng có, bữa nay mình ráng đừng có sân si. Sân si ai có lỡ đụng mình quay mình cười một cái, cười một cái cho nó vui ha. Có nghe gì nó không phải cũng ráng mà cười, nhớ là bữa nay mình tu, thầy trò bữa nay cùng nhau tu để tạo cái công đức. Bởi vì mình phải ráng làm sao mình tạo cái công đức để mình mới có cái cõi lành được. Còn mà bây giờ cái mặt mình lúc nào cũng be bờ, đóm mạ, cũng nhăn nhíu, cũng đau khổ. Mắt đó thì mở trao tráo mà cứ thấy đô nó bay vòng vòng, thấy chùa nó mọc lên như nấm, rồi thấy toàn là vật chất, là tiền tài, là danh vọng không thì mắt mở vậy chứ không thấy đường. Vì mà tổ vua Trần á, tổ Pháp Loa đó, tổ mà đệ nhị tổ của vua Trần nói câu rất là hay đó: phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Nhiều khi mình nhìn cuộc đời mắt mình mở trao tráo vậy chứ mình không thấy gì hết trơn á. Quý vị thấy phải không? Có nhiều khi mắt mở mà không thấy, tại vì cái lý trí, cái tâm trí của mình nó đang tham vọng, nó đang sân hận, nó đang ích kỷ, nó làm cho con người mình nó mê mờ. Mắt mở nhưng mà không thấy đường, không thấy lối đi. Có phải không? Có nhiều khi quý vị đang ngồi vậy nè, đang suy nghĩ gì đó, cái người chồng hay người vợ lại lấy cái tay làm vậy mà mình đâu có thấy đâu. Bởi vì mình đang nghĩ một cái điều gì đó, dầu mắt mở mà không thấy. Cho nên phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Thì như vậy là bữa nay là thầy trò mình tịnh tu ba nghiệp, giữ gìn ba nghiệp, giờ tới chiều ráng giữ gìn. Mà mình giữ gìn mình có an lạc được thì ngày mai mình ở nhà mình cũng tập giữ gìn, tập giữ gìn cho nó có an lạc. Rồi ngày mốt, ngày kia vân vân, cuối cùng rồi thì tự động mình nó trở thành một con người hiền thục, một con người dễ thương. Khi mình được như vậy rồi thì cái khuôn mặt mình không có già. Dầu là mình á be bờ đám mạ nhưng mà mình cười lên các cái mọi người đều có sự quan hỷ trong đó hết á. Còn mà quý vị mà không giữ gìn như vậy thì cứ sao, cứ đụng đâu cái mình sụp mắt, rồi mình đá lông mai mài, mình liếc đó, mình trừng tới, mình quýt lui, rồi mình xiên xỏ miệng mình, nó méo tới, nó méo lui, nó dẫn tới, nó xách lui, thì cuối cùng rồi quý vị thấy làm sao, nó chưa già mà nó trở thành già. Cho nên tôi thường nói chùa mình có hoa hậu là bà Tâm Du đó, ráng giữ gìn rồi đó. Cứ việc tôi không phải tôi khen, rồi cái người thứ hai là bà cụ Bao Huệ nữa. Không phải tôi khen ai hết, cứ cười thí vậy đi rồi quên đi, quên đừng có chấp. Rồi cụ ý rồi cũng vậy đó, là coi như già mà thật sự là thân già mà tâm không già. Cái đó là quan trọng. Còn mà thân chưa già mà tâm già là cái này nó khổ. Cho nên quý vị thấy mình đã khổ nhiều rồi,
bây giờ cứ việc vui đó. Mà nhất là bây giờ các vị vui với cái gì? Cái tuổi già thì vui với cháu, chứ đừng nói vui với con. Cái tuổi mình lớn tuổi mà mình vui với con không được đâu, mà phải vui với cháu. Bởi vì cháu nó hồn nhiên, nó bé bỏng, thì mình phải vui với nó để mình trở thành hồn nhiên bé bỏng, thì mình không có già. Còn mà mình tới tối ngày mình vui với con, thì con nó cái hai thế hệ nó khác nhau, thì cứ làm sao? Nó gây lộn hoài, gây lộn miết, cái nhà nó trở thành cái địa ngục. Cho nên tuổi già thì phải vui với cháu, tôi nhắc là đó là nó như vậy. Nó rất là thực tế, mà mình không biết, mình cứ mình trách người này, mình trách người nọ, mình ghét người kia, rồi mình thù, cho nên cuối cùng cái mặt mình cứ không bao giờ có mùa xuân được. Mà cái mặt không có mùa xuân sao sống? Đi vô cái quán, đi vô cái chỗ làm, đi vô cái tiệm mà gặp mấy cái người chủ hay là người thợ, nó cứ mặt nó một đống như vậy là cái tiệm nó trước sau gì cũng dẹp à? Phải không? Cho nên cái đạo Phật dạy cho chúng ta nó có lợi lạc lắm á. Dạy con người mình nó có vui, nó có quỷ hỷ xả, nó có từ bi, là tự động nó phước nó tới. Thì nên các vị thấy hễ con người có từ bi, có hỷ xả là cái phước báo nó bò tới. Con người mình cứ ích kỷ, nó keo kiệt, nó gắt gao, nó khó khăn, thì tôi hỏi quý vị, cái thân, thấy cái thân nó nở không nổi thì sao có tâm nó nở? Cho nên người tu phải thân nở, mà nở ra nở vừa vừa, mà nở quá như tu thì bây giờ đứng lên ngồi xuống nó cũng mệt nha. Thân nở, nở rắn chắc. Có nghĩa là người tu thứ nhất là bớt cái bệnh hoạn. Nếu nói bệnh hoạn, tôi là người bệnh hoạn. Cái thứ hai là thân thể nó bớt hôi nhơ. Tôi nói khi tôi bắt suy nghĩ, thật sự các vị, tôi là người hôi dơ á. Nhưng mà tôi biết tôi thân thể hôi dơ, cho nên tôi tự kiềm chế lấy mình. Mình biết mình hay tỏ cái mùi hôi, nó rít rắm, nó hôi, thì mình đừng có ăn hành, ăn tỏi, ăn hẹ, ăn những cái thứ độc hại. Nó vô trong đó, nó quýnh lung tung beng trong đó, nó tỏ ra thúi ình à. Hôi, hôi rình à, phải không? Cho nên tôi nói thật các vị, tôi nói vui mà cũng là chân thành á. Đâu phải tôi không biết ăn cái loại đó, nhưng mà tôi tự tiết chế lấy mình. Mình phải hóa giải cái thân mình. Rồi cái thứ ba nữa đó, cái người mà đi cầu á, nó hôi cũng biết nguyên do là sao nữa. Tại cái nghiệp mình ăn tươi nuốt sống nhiều quá, phải không? Cho nên tôi biết như vậy, tôi cũng không ăn tươi nuốt sống, tôi cũng không ăn những cái đồ mà nó làm cho con người mình đi nó hôi nữa. Cho nên mình biết tiết chế lấy mình để mình trị cái thân mình. Nhiều khi tôi gần một ông thầy nào mà tôi nghe nọ mà nó tỏ ra cái mùi không nổi, rồi tôi biết ông thầy này không có tu à. Không có tiết chế lấy mình. Mình phải tự kiềm chế cái ăn của mình. Mình tự kiềm chế cái hưởng thụ của mình, thì tự động cái thân mình nó chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp. Chứ còn một ông thầy mà hôi quá ai chịu nổi. Cho nên tôi đi đâu quý vị biết tôi khó ngủ là vậy đó. Tôi gấp chấp cái này tôi còn chấp. Cho nên tôi đi thà mà màn tôi đắp gối tôi nằm. Tôi đi đâu tôi phải đem khăn lót gối, khăn lau mặt, khăn tắm lô xuân nó cực. Tôi cũng bị ràng buộc chỗ đó. Nhưng mà thiệt, cái mồ hôi ai nấy chịu. Cho nên mình phải tiết chế. Tôi nhắc các Phật tử phải tự tiết chế lấy mình. Cho nên cái người tu á, là cái người ngồi, người ta ngồi gần mình, người ta nghe cái mùi thơm thì mình có phước. Mà tôi khi tôi qua Canada đó, có ông thầy đó, ông tu không biết cái năm chắc cũng phản với tôi á, mà ông ngồi gần tôi, nói thiệt quý vị, tôi tụng kinh không được. Hả, tôi mở miệng ra là tôi mở miệng ra tụng kinh là dường như bao nhiêu cái nách ông nó bay vô miệng tôi hay sao, không được. Vậy mà tôi mới hỏi, tôi mới nói với ông thầy kia, tôi nói bộ thầy đó ở chung phòng thầy ông có tắm sao? Nó có chứ, có tắm chứ. Rồi tôi mới hỏi rằng là ngộ vậy mà sao ông hôi quá vậy? Thì ông thầy khác mới nói rằng vậy mà mấy bà mê dữ lắm á. Trời đất ơi, ngộ lại có một số tín nữ đi chùa lại mê cái mùi hôi của ông thầy. Tôi nghe nói tôi giật mình, tôi nói sao kỳ vậy? À, tại sao mà mê cái mùi gì kỳ vậy? Nó ngộ làm như mấy bà sồn sồn cái khứu giác nó làm sao á, nghe mùi vậy phái lắm. Vậy mà ông tín đồ ông đông lắm,
nó trời ta cái Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ấy tôi những cái vậy là tôi nhắc các vị cái gì, chúng ta tu là phải tiết chế cái thân thể, mà muốn tiết chế thân thể là mình phải rèn luyện thân thể, mình phải ăn uống nó có điều độ, đụng cái gì cũng thòn vô thì nó không thua sao được, quý vị thấy phải không? À, như vậy thì quý vị thấy cái ăn á, không khéo thì cái bao tử mình là cái sọt rác. Quý vị bữa nay quý vị ăn, quý vị luyện vô cái sọt rác coi, rồi ngày thứ ba tuần này mà không đổ là thứ hai tuần tới là tôi kéo rác là tôi chịu không nổi. Huống gì mình ăn mình thòn vô đây nè. Cho nên tôi phải nhắc cái đại chúng, cho nên bây giờ mình tu rồi, mình phải tiết chế cái sự ăn uống của mình. Bao tử mình á, là theo lẽ trời đất sanh ra con người này, cái răng con người chúng ta là răng bằng. Mà răng bằng như thế này chỉ ăn cỏ cây thôi, giống như trâu bò vậy, nó đâu có biết ăn thịt. Chứ phải chi mà con người mình sanh ra cái răng nó nhọn như con hổ, con beo thì nó phải ăn thịt, phải không? Nó cứng, còn mình là răng bằng. Vậy mà học dịch lộn mình cũng thồn vô, ốc mình cũng thồn vô, rồi ghẹ cua mình cũng thồn vô, rồi thịt bò, thịt heo cũng thồn vô, thịt chuột cũng thồn vô, thịt mèo cũng thồn vô, rồi cái gì mình cũng thồn vô. Bây giờ tới mức độ mà con trùng, con dế cũng thồn vô, con sâu, con bọ cũng thồn vô, rồi cái gì họ thồn vô. Vậy thì ở trong này nó không quýnh lung tung men sao được, thì nó trở thành một cái nghĩa địa thu hẹp. Vậy mà thôi, may cho mình là mình đệ tử Phật rồi, thì bây giờ quý vị chưa có ăn chay trường được, quý vị ở ngoài đời ăn mặn, ăn mặn thì cái mặn nào mình đáng ăn để mình sống thì mình ăn. Còn đừng có ăn những cái gì đó mà nó quá dơ dái tàn nhẫn nha. Nếu bây giờ mình tại vì mình vì hoàn cảnh thì mình cứ việc mình ăn mặn. Nhưng mà cái mình ra ngoài chợ bên đây là đỡ, là không có sát sanh rồi. Mình mua, mình ăn, mình kho, mình xào nấu thôi. Còn ở các nước nghèo đói đó, các nước như là Campuchia, Lào, Việt Nam, rồi Trung Quốc, rồi nó ăn tàn nhẫn. Tôi hỏi cái gì, ăn như vậy thì làm sao không có chiến tranh? Ăn như vậy thì làm sao không có sự thù hận, báo oán với nhau? Cho nên tối hôm qua tôi giảng cái gì đó, tôi giảng cái bề tài gì không? Cũng đồng thời mình sát sanh, nhưng mà mình bằng cái tâm từ bi mình lỡ giết á, thì con vật nó sao? Nó hưởng cái phước của mình. Cho nên nó hưởng cái phước của mình, cho nên nó được siêu thoát. Còn mà cái tâm mình sân hận, tâm mình thù hằn, tâm mình ích kỷ á, thì mình hãy càng giết con vật bao nhiêu thì nó theo nó đòi từng cái vải bấy nhiêu. Đó là sự thật. Những cái lời chúng tôi nói đây là nương cái lời của Phật dạy là sự thật. Nó là chân lý, nó không có thay đổi. Cho nên ban đầu cái Phật giáo vừa ra đời đó, thì làm sao nói vấn đề ăn chay được? Cái xã hội Ấn Độ người ta chưa biết ăn chay. Thành ra Phật phải gì? Phải đóng cái xà rong, phải ôm cái bình bát đi xin ăn. Ai bỏ cái gì thì về ăn cái đó. Ai bỏ vô bát cái gì ăn cái đó. Để nuôi thân hành đạo. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì Phật giáo mới truyền sang các nước, như truyền sang bên Tàu thì làm sao mặc cái xà rong được. Phải buộc lòng phải mặc quần gì? Mặc quần hai ống thôi. Để nó phù hợp với cái xã hội hoàn cảnh. Mặc quần hai ống như vậy thì có thể leo chặt cây được, leo cuốc đất được. Chứ hỏi quý vị mặc cái xà rong sao leo lên chặt cây? Quý vị thấy không? Cho nên nó phải phù hợp theo cái hoàn cảnh xã hội. Như vậy đạo Phật cũng phải theo cái hoàn cảnh xã hội mà phát triển. Nhưng mà phát triển là phát triển, nhưng mà cái gốc thì vẫn giữ, vẫn giữ cái gốc. Đặc biệt cái Phật giáo chúng ta vậy. Thì bây giờ đó, tôi nhớ hồi xưa đó, khi tôi mới đi, chưa đi tu đó, tôi thấy mấy vị ni sư, mấy sư cô tu kỹ lắm. Đi tu đi đâu á, mỗi lần mà đi đâu khỏi chùa đó, mà cách đêm á, thì cũng phải rinh hết trơn ba cái y đắp theo, rồi rinh thêm cái bình bát bằng gốm sứ, bằng đất nung đó theo, rồi phải cầm thêm một cái gì, cái tọa cụ là cái miếng vải trải ngồi theo, rồi cầm thêm cái đải lược nước, nó giống như cái vợ cà phê vậy theo. Trời ơi, tôi nói mà mấy sư cô mấy ni sư nói với tôi, nói người tu mà không đem cái đó là phạm giới đó. Rồi lúc đó tôi quý lắm, trời, tôi thấy mà mấy bả rinh khẽ nẹ vậy, tôi quỳ tôi lại luôn á. Tôi mừng dữ lắm.
Mình trời ơi, vậy là mấy vị này tu kỹ lắm. Cho tới khi tôi trốn gia đình tôi đi tu á, thì tôi qua bên Trà Vinh á, thì thầy tôi cũng phải biểu gì, đi tu á, chú mày đi đâu á thì cũng phải đem cái đải lượt nước theo. Bây giờ lượt giảng đơn rồi, thầy tôi nói là bây giờ chúng mày khỏi cần đem cái bát, khỏi cần đem cái đủ y, mà đem một tấm y thôi, chứ đem một cái đại lượng nước thôi. Thì tôi mới đặt lại vấn đề, tôi nói vậy là thầy tôi tu không bằng mấy ni sư kia sao? Tôi nhớ 2-3 năm về trước khi tôi còn nhỏ, tôi chưa đi tu á, thì thấy mấy ni sư đi đâu cũng khịa nữa ôm theo như vậy. Thì thầy tôi chỉ biểu có một cái đại lượng nước thôi. Đại lượng nước là giống như cái giờ cà phê có gì như biết không? Đó. Thì lúc đó thầy tôi mới dạy cái bài đại lượng nước, cái bài này hay lắm. Thiện tai lữ thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đới dụng, phương hợp Bồ Tát đạo. Thầy tôi nói mỗi lần chúng mày muốn uống nước hay muốn nấu cơm thì phải lấy cái đải lượt nước này, lượt nước rồi mới đọc cái bài đó. Khi mà cầm cái đải lên, chế nước vô thì trong tâm phải đọc là thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cũ, xuất nhập thường đế dụng, phương hợp Bồ Tát đạo. Rồi bây giờ đi tra mấy ông thầy chưa chắc gì thuộc, mấy tôi nói ngã mạng chứ, giờ bị nó không có. Nhưng mà ngày xưa nó phải như vậy, thiện tai là lành thai. Lành thai cái đải lượt nước gọi là lự thủy nan, thủy là nước, lự là gạn lọc, đây là một cái đải lượt nước. Để chi? Hộ sanh hành từ cụ, để cái đải này, nhờ cái đải này mà hộ cho cái sinh mạng của chúng sanh, để hành trì giữ gìn cái dụng cụ để mà hộ sinh mạng chúng sanh. Xuất nhập thường đối dụng là người tu á, phải ra vào, phải có cái đại lực nước để mà dùng. Phương hợp Bồ Tát đạo là đi đâu, chỗ nào, bất cứ phương nào, hướng nào, nó cũng hợp với cái đạo gì? Cái đạo Bồ Tát. Cái nghĩa đó như vậy. Cho nên mỗi lần uống nước mưa đó thì phải để cái đải vô lượt. Lượt xong rồi chế nước vô đây rồi mới lấy cái đải á, rồi mới đi ra cái dụng nước á, mới quật ngược trở lại để cho cái vi trùng nó sống. Thì bây giờ quý vị thấy cái thời đó là cái năm 1989-90 tới bây giờ là cách nhau bao nhiêu năm? 27 năm. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi đi đâu tôi cũng đem đải lượt nước đó, vậy người ta nói tôi làm sao? Khùng. Bởi vì bên mình bây giờ nước gì không, đâu có cần lượt đâu. Thì bây giờ nó sao nữa? Nó tiếp tục, nó có sự thay đổi. Tuy nhiên nó có sự thay đổi, nhưng mà cái ý của Phật, của tổ dạy ban đầu, mình phải biết. Quý vị biết, vì biết cho nên á, dầu không làm, nhưng mà khi cầm tới ly nước này thì tôi tự trong tâm tôi lại nhớ cái gì? Nhớ cái hình ảnh ngày xưa mà bao nhiêu con lăng quăng, bao nhiêu con di trùng mà mình phải làm cái phương pháp đó để hộ trì cho chúng. Còn ngày hôm nay nó khoa học, nó phát triển, nó văn minh, nó sạch như thế này nè. Tuy rằng nó không có những con vi trùng lớn, nhưng mà chắc chắn cũng có con vi trùng nhỏ. Nhưng mà thôi, sở dĩ mình có may mắn hơn người xưa là có cái phương pháp, có cái khoa học rồi, thì bây giờ mình uống. Nhưng mà lòng mình vẫn nhớ là mình uống nước này là cái vị cam lồ, để mình thể hiện được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Như vậy thì dầu không sử dụng, nhưng mà hình tướng đó nó vẫn tồn tại hiện hữu trong tâm của người tu, với tâm của một vị thực hành Bồ Tát đạo. Quý vị thấy không? Cho nên tôi giảng những cái việc như vậy rồi, quý vị thấy là cái người tu đâu phải chuyện dễ đâu. Mỗi một bước chân đi, mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ, một suy nghĩ đều là hành Bồ Tát đạo. Nó khó lắm các chị. Cho nên tại sao mà ngày nay quý vị không thấy người nào đắc đạo là vậy đó? Tại vì nó càng văn minh thì nó quên hết rồi. Ngày xưa thời trước khi tôi đi tu thì thời đó còn giữ gìn những cái khuôn phép là phải như vậy, rồi tới tôi đi tu cũng phải như vậy. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi như vậy, có phải là mình đi ngược lại đạo không? Dạ thưa không, mà mình phải phát triển theo thời gian. Cái thời Đức Phật, một người tu chỉ có ba y, một bình bát và một cái đại lượt nước và một cái tấm để ngồi. Như vậy để chi vậy? Bởi vì cái thời đó nó không có chùa chiền,
Cho nên đem cái tấm đó theo để mà gì? Tối ngủ dưới gốc cây trải ra mà nằm. Đừng có cho con sâu con bọ nó bò lên. Đừng có cho con sâu con kiến nó bò lên nó cắn. Rồi cái bình bát để làm gì? Cái bình bát để gì, đi tới đâu thì xin cơm ăn tới tới đó. Còn bây giờ ngày nay quý vị mời tôi tới nhà là coi như là đũa ngà chén ngọc, coi như là tới là phải chén dĩa rồi trịnh trọng, rồi về tôi ôm bát tới làm chi nữa, quý vị phải không? Cho nên như vậy thì mình không có, vậy là mình có sai với Phật không? Dạ thưa không sai, bởi vì cái cuộc đời nó phát triển thì Phật giáo nó phát triển, mà cái điều này Phật cho phép. Cho nên ngày nay mà tôi đi đâu mà tôi ôm cái bát sứ đi thì người ta nói tôi khùng luôn nữa, cũng không được nữa, bị tới nhà là hạ Phật tử mời là có đầy đủ rồi. Rồi mà đi đâu đem cái đải lược nước theo, bây giờ cái nước sạch về mà tôi đem tôi lược cái là ta mà chở tôi đi vô bệnh viện đo tâm thần liền. Đó, cho nên nó khác, nhưng mà tâm vẫn giữ. Vẫn giữ cái tâm, thí dụ con gì mình lỡ tay mình giết vô tình thì thôi. Nhưng mà các vị ở nhà cũng vậy, nó không nên tự nhiên nguyên cái nồi nước nóng đem đổ dưới đất. Không, Phật tử nói đổ nó chạy, tôi nói sao nó chạy kịp. Có la nó mày chạy để tao đổ mày, nó cũng không nghe được nữa. Mày nói là con Phật mình, con người, sao nó biết cái tiếng mình, phải không? Cho nên mình đừng có đổ thừa, tu là phải có cái tâm từ bi. Mà tâm từ bi là mình nghĩ tới cái hoàn cảnh của mỗi loài chúng sanh. Tự nhiên đấy, mày chạy nghe tao đổ nước nha. Bộ mình là nó, sao nó nghe? Chừng nào mình là kiến thì mình mới nói kiến nó nghe, phải không? Mình là con người, nó là con kiến. Thì bây giờ thôi, thay vì mình nói mày chạy tao đổ nước, thì bây giờ mình lấy cái nước nguội mình pha cho nó nguội, hoặc là mình ráng mình để gốc nào cho nó nguội mình đổ từ từ. Cho nên trong chùa làm việc gì nó cũng phải sao? Nhẹ nhàng từ từ, đó là hợp với cái Bồ Tát Đạo. Tôi nói vậy quý vị có cảm thông chưa? Như vậy thì cái giới nhà Phật là như vậy đó: nhiếp thiện pháp giới, nhiếp lực nghi giới và nhiêu ích hữu tình giới. Cái gì mà nó làm cho lợi lạc cho hữu tình thì cái đó là giới. Thậm chí có thể mình phạm cái giới của Phật dạy nhưng mà làm lợi lạc cho hữu tình thì cũng gọi là giới nữa. Chứ còn mình đừng có làm cứng khừ như Phật hồi xưa nói nửa tháng tắm một lần. Tôi đây nè, ngày mùa lạnh này cái gì cái cũng phải một ngày tắm một lần, mùa nóng thì phải hai lần, chứ ai dám làm theo Phật nửa tháng tắm một lần. Cái hoàn cảnh đó, bởi vì nó có một cái giếng nước à, mà 1.500 tỳ kheo theo Phật mà vô cái hoàng cung của vua Ba Tư Nặc, mà cái một giếng nước một duy nhất, thì hỏi 500 ông mà tắm một cả ngày hết, ông này tắm tới ông kia tắm liên tục vậy, là mấy cung phi mỹ nữ nó đâu có tắm được. Cho nên tối ông vua ông vô ông nằm gần bà nào bà nấy hôi rình à. Buộc lòng ông nói trời ơi khổ quá, bây giờ thỉnh Phật về an cư, mà coi như là mấy ông thầy thì kheo cứ tắm suốt vậy làm mấy con vợ con nó tắm không có được Phật, làm hôi quá. Thì buộc lòng vì cái gì, cái sự cơ hiềm của vua Ba Tư Nặc, cho nên Phật mới kêu mấy ông thầy tỳ kheo lại, Phật mới ra lệnh các ông phải nửa tháng tắm một lần. Quý vị hiểu không? Cho nên vì hoàn cảnh đó mà Phật phải ra cái giới luật đó. Như vậy mà bây giờ nói là tôi tu rồi, tôi giữ giới theo Phật nửa tháng tắm một lần, tôi nói thiệt, ai mà nửa tháng một lần là tôi đuổi đi khỏi chùa lẻ đó, chị không nói. Hoàn cảnh bây giờ nó khác, quý vị hiểu không? Cho nên á, mình biết cái giới như vậy, nhưng mà cũng phải tùy theo thời gian mà quyển chuyển, chứ không phải là mình khư khư như vậy là cho là đúng. Rồi bây giờ ngày xưa á, thì Đức Phật không cho mang dép, bởi vì nếu mà đệ tử Phật tới 1.000+ vị mà ai cũng đi mua dép, dành nhau đi mua dép hết thì cái xã hội nó loạn, cái thời Ấn Độ nó đâu có mang dép. À, nhưng mà thời nay á, thì nếu không mang dép được không? Nó cho nên nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh mà thay đổi. Nhưng mà cái tâm của mình, cái cảnh nó thay đổi, mọi việc nó thay đổi, nhưng mà cái tâm hành Bồ Tát Đạo của mình là vẫn sao? Vẫn luôn hiện hữu. Làm cái gì đó đừng có đau khổ cho chúng sanh, cho loài chúng sanh, cho con người, cho hữu tình, thì cái đó là hợp Bồ Tát, Bồ Tát Đạo. Như vậy thì thầy trò chúng ta chia sẻ nhau cái bài giảng hôm nay, tuy rằng hết giờ chưa? À, hết giờ rồi, ngắn ngủi ha. Nhưng mà đó là cũng nhằm nhắc nhở cái sự thật, cái đạo pháp.
Tôi mong rằng quý vị cố gắng phát cái tâm lắng nghe và thực hành cho nó đúng, để rồi mình đi chùa nó có an lạc, mình về nhà nó có an lạc, mình tu hành nó có kết quả, thì làm cho cuộc đời này nó sẽ tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.